một cái bài tập trong đề của một vài khóa trước, mình cũng không còn nhớ là khóa nào, nhưng mà đây là một bài tập trong bộ đề ha. Cái bài tập này thì nó có một cái yêu cầu, đó là gì ạ? Là xác định những cái thuế mà công ty phải nộp trong kỳ tính thuế. Tuy nhiên thì hôm qua với cái thời gian là khoảng 40 phút, mà gần 50 phút ạ, thì mình chỉ yêu cầu các bạn là xác định thuế thu nhập doanh nghiệp thôi ạ. Cái bài tập này nó minh họa cho một cái ví dụ về một công ty thương mại ạ. Số liệu tại một công ty kinh doanh thương mại trong kỳ tính thuế. Thì khi mà đối với những cái bài tập này, các em điều cho cô đó là gì ạ? Các bạn sẽ đọc các cái thông tin. Đây là cho hàng hóa dịch vụ mua vào, tức là những cái thông tin về cái cung cấp ấy các bạn. Và sau đó về tình hình tiêu thụ là khi mà chúng ta đi bán sản phẩm. Và ngoài ra thì những cái thông tin bổ sung này ạ, là để nó phục vụ cho các bạn xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Và đọc yêu cầu xong rồi thì phải đọc cái tài liệu bổ sung. Bởi vì nếu như cái sinh viên không đọc cái tài liệu bổ sung này, các bạn sẽ bỏ qua những cái chi tiết rất là quan trọng ạ. Ví dụ như trong bài tập này là gì ạ? À, bài tập này thì doanh nghiệp thương mại này đang kinh doanh 3 nhóm mặt hàng A, B, C, và đây đều thuộc thuế, chịu thuế giá trị gia tăng ạ. Và không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ha. Như vậy thì ba anh này nó không phải là nhóm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, do đó chúng ta không cần xác định ạ. À, và gì ạ? Thuế xuất, thuế nhập khẩu, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp. Rồi A, B, C thì không có tồn đầu năm. Trong kỳ thì công ty này lại có thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng là 14 triệu. Và giả sử rằng là những cái thông tin trên nó đều là có chứng từ hợp pháp và hợp lệ ha. Hàng hóa dịch vụ mua vào thì đều được thanh toán qua ngân hàng, tức là thông tin đã đầy đủ. Như vậy thì người ta hỏi các em là gì ạ? Xác định các loại thuế mà công ty X phải nộp trong kỳ tính thuế. Thì chúng ta nhìn lên đây, A, B, C thuộc chịu thuế giá trị gia tăng thì phải nộp thuế giá trị gia tăng rồi ạ. Và có thuế nhập khẩu thì sẽ tính thuế nhập khẩu và tính thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Như vậy thì bài này các bạn phải xác định là ba loại thuế ạ. Thì có rất nhiều cách để chúng ta giải quyết bài tập này. Các em có thể làm trước cho cô là thứ nhất thuế nhập khẩu, rồi thứ hai thuế giá trị gia tăng, thứ ba thuế thu nhập doanh nghiệp. Và cô cũng khuyên rằng là khi mà đi thi thì chúng ta giải quyết theo từng cái vấn đề như vậy thì nó cũng sẽ dễ hơn, nó dễ dàng hơn, nó không bị nhầm các bạn ha. Giải quyết xong hết thuế giá trị gia tăng đi rồi mới đi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Chứ nhiều khi các em làm được một nửa, các em để đầu vào ở đó, xong làm thuế thu nhập doanh nghiệp một lát sau lại quên luôn cả thuế giá trị gia tăng thì nó khá là uổng ha. Rồi chúng ta điểm qua về cái thông tin hàng hóa mua vào ạ. À, nhập khẩu sản phẩm A từ nước ngoài với giá ship quy ra tiền Việt Nam là 50 ngàn đồng trên sản phẩm ạ. À, và biết phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 5.000 đồng ha. Rồi, xin lỗi các bạn ha, các bạn đợi có một chút. À, các bạn vẫn đang nhìn thấy màn hình chưa ạ? Các bạn có đang thấy màn hình không ạ? Dạ có cô. Rồi, cô cảm ơn. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, sản phẩm A này là chúng ta đi nhập khẩu về, sau đó là chúng ta bán ạ. Và cái nghiệp vụ thứ hai là gì ạ? À, mua một thiết bị từ một doanh nghiệp trong nước phục vụ cho hoạt động kinh doanh, có hóa đơn giá trị gia tăng với giá mua chưa có thuế. Như vậy là chúng ta còn mua thiết bị. À, những sản phẩm này này, nó ghi là với giá chưa có thuế giá trị gia tăng này, chúng ta đã hiểu là nó là đang, tất cả những ở đây là đều chịu thuế giá trị gia tăng hết các bạn nhé. Rồi mua 10.000 sản phẩm B từ một doanh nghiệp trong nước có hóa đơn giá trị, rồi hóa đơn thanh toán là 44.000 đồng trên sản phẩm. Thì đó, trường hợp này thì lưu ý ở đây đó là giá thanh toán. Và mua sản phẩm C từ doanh nghiệp trong nước với giá chưa thuế là 60.000 đồng. Dịch vụ và vật tư mua ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy thì các em lưu ý rằng là gì ạ?
À, với thông tin này thì chúng ta có được là doanh nghiệp này đi mua sản phẩm nhập khẩu A từ nước ngoài về để bán lại, để bán và mua B và C trong nước để bán. Và ngoài ra thì doanh nghiệp còn mua các gì ạ, thiết bị cũng như là các cái dịch vụ và vật tư mua ngoài khác để mà phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy thì toàn bộ 5 cái thông tin ở đây các em sẽ xác định cho cô được là thuế nhập khẩu ở nghiệp vụ số 1 ạ, và thuế giá trị gia tăng của 5 nghiệp vụ này ạ, thì chúng ta sẽ có thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Nhưng sẽ lưu ý ở cái phần đó là gì ạ? Giá chưa có thuế và giá thanh toán ạ. Rồi với tình hình tiêu thụ thì chúng ta sẽ xác định được cái gì? À, trong kỳ số lượng sản phẩm công ty xuất bán cho các doanh nghiệp trong nước như sau. À, công ty đã thu đủ tiền bán hàng trong kỳ thì thông tin này nó cũng không có gì ha. Như vậy thì các em sẽ có số lượng của sản phẩm xuất tiêu thụ ạ. À, bài này thì người ta cho các bạn một thông tin rất cụ thể rồi, chứ không có phải là số lượng mà chúng ta phải đi xác định cộng lại. Đơn giá chưa có thuế. Như vậy thì với số lượng và đơn giá này, tôi sẽ xác định được doanh thu của A, của B, của C và tổng doanh thu trong kỳ ạ. Như vậy thì doanh thu các bạn đã xác định xong ha. Tiếp theo là gì ạ? Ngoài giá vốn bán hàng ra, chi phí quản lý và bán hàng phát sinh trong kỳ như sau. Như vậy thì người ta đã biết rằng ngoài giá vốn bán hàng ra thì đã nhắc các bạn là gì ạ? À, như vậy thì để ngoài những cái chi phí này, tức là ngoài cái việc mà các bạn phải xác định giá vốn hàng bán của anh A, anh B, anh C ạ, thì những cái chi phí phát sinh như sau ạ. Thì các bạn đọc lên đây xem những chi phí nào mà nó thỏa mãn. Thì ở đây chỉ có sau trong 6 cái chi phí này. Thì các bạn lưu ý cho cô ha. Cái lệ phí môn bài ở đây này là cô để 8 triệu, nhưng thực ra thì cái mức lệ phí môn bài hiện nay cao nhất chỉ là 3 triệu thôi ha. Mà lỡ viết 8 triệu rồi thì các bạn cứ tạm thời đấy như vậy. À, ngoài giá vốn hàng bán ra thì những chi phí phát sinh trong kỳ ạ. Chi phí khấu hao tài sản là 100 triệu đồng, trong đó khấu hao tài sản cố định đã hết thời gian khấu hao ạ. Thì hôm bữa chúng ta đã tìm hiểu với nhau là gì ạ? Những chi phí được trừ khi mà xác định thu nhập chịu thuế. Đó là những chi phí mà liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, nó phát sinh trong kỳ đó và nó đáp ứng đầy đủ ba cái điều kiện. Đó là gì ạ? Đối với có hóa đơn chứng từ đầy đủ và trên 20.000 đồng thì thanh toán, 20 triệu thì thanh toán không sử dụng tiền mặt. Nhưng ở đây thì sao ạ? Nhưng ở đây các bạn thấy đối với tài sản cố định chúng ta có một lưu ý là những tài sản mà đã hết thời gian khấu hao thì cái chi phí đó sẽ bị loại ra khỏi ạ. Như vậy thì ở đây có 100 triệu đồng là khấu hao tài sản cố định. Nhưng trong này tức là tôi đã có một cái chi phí khấu hao là 20 triệu đồng của cái tài sản nó đã hết thời gian khấu hao rồi. Thì các bạn phải cân nhắc là các bạn loại bỏ cái anh này ra khỏi chi phí hợp lý cho cô. Như vậy thì còn lại thì các cái thông tin khác thì đều thỏa mãn ha. Lương và các khoản trích theo lương rồi. Bài này thì cho các bạn dữ liệu rất là cụ thể, không có phải tính. À, chi phí dịch vụ vật tư mua ngoài dùng vào hoạt động kinh doanh trong kỳ là 65 triệu. Rồi chi phí phục vụ tiêu thụ hàng hóa là 165 ngàn đồng. Tức là anh này đang là chi phí gì đấy ạ? Anh này đang là chi phí về bán hàng. Rồi chi phí môn bài, cái này chính là chi nằm trong chi phí quản lý ạ. Rồi các khoản chi phí hợp lý khác là 40 triệu. Rồi như vậy thì đã phân tích xong cái bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết cái bài tập này ha. Như vậy thì lặp lại những cái thông tin bổ sung này để các bạn sẽ lưu ý. À, như vậy thì chúng ta sẽ đi giải quyết trước cái vấn đề đó là về thuế nhập khẩu ạ. Chúng ta sẽ đi làm trước về thuế nhập khẩu các bạn ha. Rồi một bài tính cho cô về thuế nhập khẩu ạ. Các bạn coi từng cái đề bài mà hôm qua các bạn đã chụp nhá. Khi mà cô giảng lên đây thì nó sẽ không còn cái đề bài nữa. Rồi chúng ta sẽ đi có làm về thuế nhập khẩu. Rồi đầu tiên bạn nào có thể tính cho cô được thuế nhập khẩu chúng ta tính ra bao nhiêu ạ? Ở thuế nhập khẩu ở đây thì chúng ta có những sản phẩm nào ạ? Ở đây chỉ có là A nhập khẩu thôi thì các bạn sẽ tính được thuế nhập khẩu của A. Rồi bạn nào tính được thuế nhập khẩu ạ?
Nhưng mà bạn nào tính được các bạn phát biểu đi ha, tại vì cô sẽ không quay lại cái phần kia nữa, nếu mà quay lại thì nó sẽ mất cái trình chiếu này ạ. Tại vì chúng ta đang dùng cái này nó không giống như bên Zoom ha. Rồi, thuế nhập khẩu bạn nào tính ạ? À, các bạn tranh thủ với những cái buổi mà chúng ta giải bài tập này các bạn phát biểu ha, bởi vì mình thấy một số bạn bài kiểm tra cũng rất là thấp, thì nếu như có cái điểm phát biểu thì có thể các bạn sẽ được cộng vào trong cái điểm quá trình ạ. Thì cô, em là Diễm Quỳnh, em sẽ tính thuế nhập khẩu. Thôi ngoài bạn Quỳnh ra bạn khác đi ạ. Quỳnh mấy cái phần này Quỳnh làm nhiều rồi, để cho bạn khác coi. Dạ, em là Cẩm Tiên. Rồi bạn Cẩm Tiên ạ, thuế nhập khẩu ạ. Như vậy em đang tính thuế nhập khẩu của sản phẩm nào ạ? Dạ. Đối với bài này thì chúng ta chỉ có dữ liệu của một sản phẩm A nhập khẩu thôi đúng không ạ? Nhưng mà thôi chúng ta sẽ tính luôn là thuế nhập khẩu bằng bao nhiêu ạ? Rồi bạn Tiên tính sao ạ? 250.000 nhân với lại 60%. À, em nhân từ đầu đi chứ đừng có nhân ra 250 ngàn để cho cả lớp thấy ạ. Như vậy tôi nhập khẩu với số lượng là bao nhiêu ạ? Dạ, 5.000. À, tôi nhập khẩu với số lượng là 5 ngàn sản phẩm ạ. Và với đơn giá là bao nhiêu ạ? Dạ, 50.000. 50 ngàn. Nhưng mà đơn giá này là người ta đã cho các bạn là đây là đơn giá ship rồi, tức là đơn giá này đã thỏa mãn là cái giá nhập khẩu rồi. Nhưng người ta vẫn cho các bạn thông tin là biết Y và F là bằng bao nhiêu. Nên rất nhiều sinh viên khi đi thi lúc đó lại quên đi. À, thấy người ta lại cho Y và F các bạn lại nhân chia cộng trừ tùm lum lại. Thế các bạn bị nhầm ha. Như vậy thông tin đó người ta chỉ cho các bạn ở đấy thôi. Nhưng giá ship đã bằng 50 ngàn rồi thì các em chỉ việc lấy là 5 số lượng. Ở đây là 5 ngàn nhân với 50 ngàn ạ. Và nhân với thuế suất là bao nhiêu ạ bạn Tiên? Dạ, 60%. 60%. Như vậy thì chúng ta sẽ có là thuế nhập khẩu trong trường hợp này là bằng 150 triệu. Rồi cô cảm ơn bạn Tiên ha. Như vậy thì thuế nhập khẩu đơn giản rồi, không có gì ạ. Chúng sau khi giải quyết xong về thuế nhập khẩu rồi, chúng ta sẽ có là thuế giá trị gia tăng. Và khi mà giải quyết thuế giá trị gia tăng thì đầu tiên các bạn sẽ tính cho cô đó là gì ạ? Là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ ạ. Giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Rồi, các bạn nào tính thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ ạ. Như vậy thì với thông tin đầu vào hàng hóa mua vào chúng ta sẽ tính được thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ ha. Và có 5 nghiệp vụ như vậy thì cả 5 nghiệp vụ đó các bạn đều xác định được thuế ạ. Rồi, đầu tiên của sản phẩm A các bạn tính như thế nào ạ? Bạn nào tính của sản phẩm A ạ? Dạ, cô cho em tính ạ. Rồi, bạn Nam phát biểu đi ạ. Dạ, thuế giá trị gia tăng đầu vào của sản phẩm A là... Rồi cô ghi đây là của sản phẩm A nhé. Cô sẽ ghi đây là của sản phẩm A. Cô sẽ viết tắt, còn các bạn sẽ ghi là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ của sản phẩm A. Rồi. Dạ, lấy 5.000 nhân với 50.000. Bởi vì sản phẩm A này của chúng ta là nhập khẩu ha, như vậy là chúng ta đang tính là thuế giá trị gia tăng của cái hàng nhập khẩu đó. Như vậy chúng ta sẽ có giá tính thuế nhập khẩu là 5.000 nhân với 50.000 ạ. Rồi đây là giá tính thuế nhập khẩu ạ. Và gì nữa ạ? Cộng cộng với 150 triệu ạ. Rồi, cộng với 150 triệu. Tất cả nhân với 10%. Rồi, nhân với 10%. Rồi tiếp đến là Không, tính ra kết quả cho cô luôn đi. Hôm qua bạn Nam không làm mà hả? Hôm qua đã làm ra chưa? Hay là hôm qua chỉ tính thuế thu nhập doanh nghiệp thôi ạ? vậy em tính gộp của mấy cái kia luôn cô. À, rồi cứ tính em bấm kết quả ra đi, tại vì cô muốn giảng cho tất cả các bạn thấy từng cái cụ thể á. Dạ ra 40 triệu ạ. 40 triệu. Nào của thiết bị ạ. À, thiết bị chúng ta mua vào với giá là bao nhiêu ạ? Hiện là 168 triệu Rồi, 168 triệu. Đây thì rồi nhân với nhân với 10 cái xét là 10%. 10% là các bạn sẽ có là 16.800.000 ha. Rồi cô cảm ơn bạn Nam, cái lớp còn lại để cho các bạn khác. À, bạn Nam tên gì ha?
Đoàn Ngọc Đạt ạ. Rồi, Đoàn Ngọc Đạt. À, rồi sản phẩm B và sản phẩm C thì sao ạ? Bạn nào tính thuế giá trị gia tăng của sản phẩm B và sản phẩm C ạ? Dạ em ạ. Rồi, bạn nữ tên gì ạ? Dạ Bích ạ, Ngọc Bích ạ. Rồi, Ngọc Bích tính cho cô đi ạ. Thứ nhất, sản phẩm B ạ. Dạ sản phẩm B thì em lấy 10 triệu nhân cho 10 ngàn. 44 triệu. 10 ngàn. 10.000 Rồi, nhân nhân cho bao nhiêu ạ? 44 44.000. Tất cả nhân cho 10%. Rồi, nếu như mà bạn Bích nhân với 10% thì bạn Bích đọc lại cho cô ạ. À, bạn Bích đọc lại cho cô cái đề bài đi ạ. Đọc lại cho cô về cái thông tin về mua hàng hóa B đi ạ. Dạ Bích là đọc lại đi, đọc to lên cho cả lớp nghe. mua 10 sản phẩm B từ một doanh nghiệp trong nước có hóa đơn giá trị gia tăng với giá thanh toán. Giá thanh toán là 44.000 đồng trên một sản phẩm. Rồi, à, cô cảm ơn bạn Bích. Với giá thanh toán thì tức là 44.000 đồng này là đã có cái gì rồi Bích? Dạ với 44.000 này là đã có giá của Đã có thuế giá trị gia tăng trong thuế giá đó. trị gia tăng. Nếu như mà đã có thuế rồi, tức là trong 44.000 này nó đã có 10% thuế rồi, mà bây giờ Bích lấy 10.000, Bích nhân với 44.000 nhân với 10% nữa thì đâu có đúng. Vậy chúng ta sẽ phải chia cho bao nhiêu ạ? Dạ, chia cho 1 cộng 10%. Chia cho 1 cộng với 10% và tất cả em sẽ nhân với bao nhiêu ạ? Dạ, 10%. Nhân với 10%. Rồi như vậy thì lúc này cái giá của nó là 44.000, là tức đó trong 44.000 này đã có 4.000 tiền thuế rồi và chúng ta chỉ có giá là gì ạ? 40.000 thôi. Như vậy thì sản phẩm B này chúng ta sẽ tính được thuế suất là bằng 40 triệu ạ. Rồi, cô cảm ơn bạn Bích. Rồi, sản phẩm C thì sao ạ? Em tính luôn hả cô? À, thôi Bích để cho một bạn khác đi ha. Sản phẩm C ạ. Dạ em tính ạ. Trần Thị Ngọc Bình ạ. Rồi, Trần Thị Ngọc Bình tính cho cô ạ. Dạ cô là lấy 11.000 nhân cho 60.000 và nhân với 10% ạ. Rồi, 11.000 nhân với 60.000, bởi vì đây là giá chưa có thuế ạ, mà các em chỉ được nhân 10% thôi ạ. Rồi, mình sẽ tính luôn cho cô. Dạ Mình sẽ tính 66 luôn cho triệu ạ. cô về dịch vụ mua ngoài ạ. À, dịch vụ à, có dịch vụ mua ngoài là 90 triệu. À, 90 triệu. nhân với 10% ạ. 90 triệu nhân với 10% ha. Rồi, các Dạ. bạn sẽ ra được là 9 triệu. À, đây là như vậy thì các bạn sẽ lưu ý cho cô là gì ạ? Cái phần thuế giá trị gia tăng đầu vào này không khó, nhưng mà các em phải lưu ý cái chỗ giá thanh toán và giá chưa có thuế ạ. Rồi chúng ta sẽ tính tổng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ ạ. Tổng thuế giá trị gia tăng. Rồi chúng ta sẽ tính tổng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ ha. Rồi các bạn sẽ cộng hết năm cái nghiệp vụ trên lại ạ. À? Các bạn sẽ có số tổng là bao nhiêu ạ? À? Rồi bạn nào tính cho cô ạ? À? Các bạn sẽ cộng lại hết 40 triệu này cộng 16 triệu 800 cộng 40 cộng 66 và cộng 9 triệu ạ. À? Các bạn đọc kết quả cho cô luôn đi ạ. À? Nhận ra 321.800.000. Bao nhiêu? 321.800. Không đúng. Dạ, thưa Đúng cô là ra 171.800 ạ. rồi, bạn bạn nữ mà tính ra 300 là bạn nữ lại đang cộng cả 150 à? Kiểm tra lại cho cô xem 171 triệu 800 đúng không nha. Rồi, sau khi mà đã có được thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ rồi thì cả lớp sẽ tính cho cô gì ạ? Thuế giá trị gia tăng đầu ra ạ. Thuế giá trị gia tăng đầu ra thì rất dễ rồi ha. Rồi bạn nào tính ạ? Các bạn sẽ tính gộp luôn, không phải tính của từng sản phẩm nữa. Dạ em ạ. Rồi bạn nữ tên gì ạ? Dạ anh Thư ạ. Anh Thư. Rồi, anh Thư tính cho cô ạ. Dạ em lấy cộng hết luôn cô. Ừ, cộng hết luôn, tức là em cứ lấy số lượng nhân đơn giá rồi cộng số lượng nhân đơn giá cho cô. 4.900 ạ. Rồi chúng ta sẽ có số lượng của A tiêu thụ rồi nhân với đơn giá của A. 115.000. Rồi nhân 115.000 Cộng với 9.800. cộng với 19.800 ạ. Nhân với 62.000. Nhân với 62.000. Cộng với 9.900. 9.900 ạ.
nhân với nhân 85. nhân với 85.000. Tất cả nhân 10%. Rồi. Em ra bao nhiêu ạ? Dạ 150 triệu 545.000. Không đúng. Bấm lại máy tính cho con. Cô nhớ mang máng những cái khoản này không đúng. Nó phải bởi doanh thu của nó đã là 2 tỷ mấy rồi. Thì thuế của nó cũng phải hơn 200. Các bạn quản sinh viên quản trị ơi, các bạn hiểu bài cũng rất là nhanh, nhưng các bạn chú ý cho cô là bấm máy cẩn thận nhá. 201.260.000. Rồi, 201 triệu. Rồi, rất cảm ơn bạn Nam. 201.260.000. Rồi, bạn nữ vừa kiểm tra lại xem có đúng như vậy không ạ? Dạ đúng rồi cô. Rồi, như vậy thì với thông tin là chúng ta đã có thuế giá trị gia tăng đầu ra và đầu vào rồi, thì các bạn sẽ xác định được là thuế phần mà doanh nghiệp này phải nộp ạ. Thì đối với phần mà xác định thuế đầu ra này thì các em lưu ý cho cô là gì ạ? Trong trường hợp này là chúng ta chỉ có tiêu thụ trong nước thôi, và người ta đã cho các em là số lượng tiêu thụ thực tế và cũng như là cái giá đơn giá đã chưa có thuế rồi ha. Như vậy thì chúng ta sẽ xác định là thuế giá trị gia tăng phải nộp ạ. Rồi, chúng ta sẽ có thuế giá trị gia tăng phải nộp sẽ bằng là đầu ra trừ đi đầu vào. Như vậy chúng ta sẽ có 201.260.000. Rồi các bạn sẽ trừ đi cho thuế đầu vào là 171.800.000 ạ. Rồi các bạn trừ ra là thuế phải nộp của các bạn bằng bao nhiêu ạ? Hai mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi ngàn. Rồi, như vậy thì khi mà đi làm bài như vậy, các bạn đã giải quyết xong được hai vấn đề. Thứ nhất là thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là 150.000 và thuế giá trị gia tăng phải nộp là 29.460.000 ạ. Rồi các bạn sẽ ghi lại, các bạn ghi hay các bạn chụp lại cái phần này cho cô đi nhá. Tại vì thuế thu nhập doanh nghiệp thì chắc là cô sẽ xóa cái bảng này đi ạ. Hay không thì cô cứ viết thuế ở đây ha, viết thuế thu nhập doanh nghiệp ở đây. Rồi chúng ta sẽ đi đến phần thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Thuế thu nhập doanh nghiệp. Rồi đầu tiên thuế thu nhập doanh nghiệp thì các bạn cứ đi cho cô một cái lộ trình, đó là gì ạ? À, tôi đi từ doanh thu, sau đó tôi xác định chi phí được trừ và tôi sẽ có thu nhập chịu thuế và tôi xác định thuế phải nộp ạ. Rồi như vậy thì doanh thu thì chúng ta có là bao nhiêu ạ? Doanh thu này thì cô bày các bạn một cách rất là đơn giản để các bạn kiểm tra. Vậy vì bài này của các bạn thì thông tin không có xuất khẩu. Như vậy thì trong thuế giá trị gia tăng này, nó chính là doanh thu nó nhân với 10%, đúng không ạ? Nó chính là doanh thu nó nhân với 10%. Thì các bạn chia cho 10%, các bạn sẽ ra được là doanh thu luôn ạ. Như vậy thì doanh thu ở đây nếu mà các bạn viết phép tính ra thì các bạn sẽ bằng gì ạ? Các bạn sẽ bằng 4.900 ạ. 4.900 các bạn nhân với 115.000 ạ. Các bạn sẽ cộng, rồi các bạn sẽ cộng với 9.800 ạ, nhân với 62.000, rồi và các bạn sẽ cộng với 9.900 ạ. Bởi vì nhiều bạn rất bấm máy tính sai, các bạn ra doanh thu sai, thì lúc này các bạn sẽ kiểm tra so với thuế đầu ra, nó chỉ lệch nhau một con số 0 là đúng ạ, nhân với 85.000 đúng không ạ. Rồi như vậy thì bài này chúng ta sẽ có doanh thu, nếu như thuế giá trị gia tăng đang là gì ạ? Là 2.201.000.000 thì chúng ta sẽ có là 2 tỷ. Doanh thu của các bạn sẽ là 2 tỷ ha. Ở 012.600.000 ạ. 600.000 đồng ha. Tuy nhiên chúng ta chỉ đối chiếu với thuế đầu ra khi mà trường hợp là thuế đầu ra và doanh thu này nó không có cái nghiệp vụ với xuất khẩu nhá. Bởi vì nếu như giả sử mà tôi có nghiệp vụ với xuất khẩu thì thuế đầu ra của tôi sẽ không tính đối với nghiệp vụ xuất khẩu, tức là bởi vì nó bằng 0. Chứ các bạn lại lấy cái này, lấy thuế đầu ra các bạn nhân 10% mà nó sẽ bị chật lất nếu như mà có trường hợp xuất khẩu ạ. Rồi tôi đã xong về doanh thu. Tôi sẽ qua về chi phí được trừ ạ. Tôi sẽ qua về chi phí được trừ. Rồi tôi sẽ đi đến chi phí được trừ ạ. Rồi đây là chi phí được trừ ha. Trước khi mà đi tính chi phí được trừ thì tôi muốn các bạn là sẽ xác định cho tôi về phần
giá vốn hàng bán trước ạ. Bạn nào xác định cho cô được giá vốn hàng bán ạ? Dạ em ạ. Bạn Tuấn Anh hả? Dạ. Rồi, bạn Tuấn Anh xác định giá vốn cho cô. Nhưng mà trước khi xác định giá vốn thì cô muốn Tuấn Anh tính cho cô là gì ạ? Cô muốn các bạn là với cái tình hình mua vào, các bạn sẽ tính cho cô là giá nhập kho. Giá nhập kho của A. Rồi, giá nhập kho của sản phẩm A. Rồi, cô muốn các bạn tính như thế này thì nó sẽ dễ hơn ha. Và giá nhập kho của sản phẩm B. Và giá nhập kho của sản phẩm C. Sau khi mà các em tính được cái giá nhập kho này định ra thì nó sẽ dễ dàng hơn khi tính giá vốn. Rồi Tuấn Anh tính cho cô giá nhập kho của A sẽ bằng gì ạ? Dạ bằng 5.000 nhân 50.000. Không, giá nhập kho. Tức là cô đang muốn tính giá nhập kho của một sản phẩm A. Tức là Tuấn Anh đi nhập khẩu sản phẩm A này về đến kho thì nó sẽ có cái giá là bao nhiêu trên một sản phẩm. Có hiểu cô ý cô Dạ nói không ạ? dạ lấy 50.000 cộng 5.000 tất cả nhân với lại 5.000 ạ. Sao Tuấn Anh lại cộng 5.000? Dạ là vì có phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế. Nhưng mà chúng ta ra phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là nó đã đang nằm trong 50.000 rồi. Còn khi nào mà sao ạ? Khi nào mà nó đấy là đó là giá Ford là 50 mà cho Y và cho F thì em mới cộng vô. Chứ đây bạn nữ mình đâu có cộng đâu. Như vậy thì cái giá năm trong 50.000 này là đã có Y và F rồi, Tuấn Anh hiểu không? Dạ. Như vậy là cái thông tin đó nó chỉ là thông tin để nó làm rối cho các bạn thôi ha. Như vậy thì chúng ta có cái giá của nó là gì ạ? Như vậy khi về đến kho thì cái sản phẩm này nó sẽ bằng là giá của nó cộng với thuế nhập khẩu ạ. Như vậy nó sẽ là bằng 50.000 và nó có 50 bằng cộng. ngàn nhân với lại 5 ngàn nhân với Sao lại sao lại nhân 5.000? Cô đang đi tính cho một một sản phẩm thôi. à, dạ Như vậy thì cộng với lại 50 ngàn nhân 60% ạ. đúng rồi, 50.000 nhân 60%. Hôm qua Tuấn Anh làm sai đúng không? Dạ hôm qua anh chưa nộp. Sao chưa nộp? Dạ là không kịp. Không kịp, cô bảo các bạn rồi, các bạn không kịp, các bạn cũng vẫn nộp bài. Là bằng bao nhiêu các bạn? Rồi, như vậy thì sản phẩm A này sau khi nhập đến kho, về đến kho nó sẽ có giá nhập kho của nó là gì ạ? Là 80.000 đồng. Có đúng 80.000 không ạ? Rồi giá nhập kho của sản phẩm B bằng bao nhiêu Tuấn Anh? Tính luôn ạ. Dạ bằng 44.000 chia chia cho 1 cộng 10%. Đúng rồi, 44.000 chia cho 1,1 ha. Và chúng ta sẽ ra được là 40.000. 40.000 đồng trên sản phẩm ạ. Rồi, sản phẩm C thì bằng gì ạ? Dạ sản phẩm C là bằng 60.000. Rồi, 60.000. Cô muốn các bạn viết như vậy để cho các bạn khi nhìn vào đây các bạn tính giá vốn nó dễ hơn. Còn đương nhiên thì các bạn sẽ không cần phải tính rồi. Bạn nào mà xác định được thì các bạn tính ạ. Rồi, như vậy thì với thông tin giá nhập kho rồi tôi dễ dàng tính được giá vốn hàng bán ạ. Ở giá vốn hàng bán của ABC luôn ha. Của ABC này, cô viết tắt thôi, các bạn sẽ ghi là sản phẩm A, sản phẩm BC nhé. Rồi bạn cộng gộp vào luôn cho cô ạ. Dạ lấy 80.000 nhân Lấy số lượng nhân với đơn 4.900. giá đi. Rồi, 4.900 nhân với 80.000 ạ. 80.000 chia 5.000. Sao lại chia 5.000 nữa? Sao Tuấn Anh lại chia 5.000? Tôi đang đi suất A với giá là bao nhiêu ạ? Tôi đang suất bao nhiêu A? Tôi bán A 4.900A với giá là 115.000. Thì ra tôi muốn biết là giá vốn của 4.900A là bao nhiêu thì tôi phải lấy 4.900 nhân 80. Đúng không? Dạ. Rồi, tiếp theo là giá vốn của B bằng gì ạ? À, dạ bằng 40.000 nhân với lại 9.800. 9.800. Rồi nhân với bao nhiêu ạ? Dạ 40.000. 9.800 nhân với 40.000. Rồi tiếp theo của C ạ.
Dạ, cộng với lại 9.900 nhân với 60.000. 9.900. Các bạn sẽ để ý, các bạn chú ý ha, khi mà viết này nó hơi khó đọc, nhân với 60.000 ạ. Rồi chúng ta sẽ có kết quả là bằng bao nhiêu ạ? À, dạ bằng 1.378 triệu. 1 tỷ 378 triệu ha. Các bạn sẽ vừa làm, các bạn vừa nghe giảng, các bạn sẽ vừa làm theo cô ha. Rồi chúng ta đã có xong về phần giá vốn hàng bán rồi ạ. Bây giờ các bạn sẽ xác định, một bạn sẽ xác định cho cô là về gì ạ? Chi phí bán hàng. Rồi chi phí quản lý. Và một số những cái chi phí khác bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu ạ? Bạn nào tính cho cô ạ? Dạ em. Rồi, bạn nữ tên gì ạ? Thiên Trang. Rồi, Thiên Trang tính cho cô luôn ạ. Thì lúc này là ngoài giá vốn hàng bán ra thì các em nhìn vào trong cái đó thì các em tính luôn ha. Thiên Trang cộng gộp cho cô nhé. Dạ, lấy 80.000, hết 80 triệu. Rồi, 80 triệu là bởi vì sao ạ? Rồi, bạn Thiên Trang giải thích cho cả lớp luôn ạ. 20 triệu. Bởi vì trong 100 triệu tầng khấu hao tài sản cố định thì chúng ta có 20 triệu đó là không hợp lý ha. Bởi vì là tài sản này đã hết giá trị khấu hao rồi thì cái chi phí khấu hao đó sẽ không được trừ trong cái chi phí hợp lý ạ. Như vậy các bạn chỉ còn là 8 triệu ạ. Rồi các bạn cộng với bao nhiêu ạ? Dạ 240 triệu. Các bạn cộng với 240 triệu ạ. Cộng 65 triệu. Cộng với 65 triệu. Cộng 165 triệu. Rồi, cộng với 165 triệu ạ. Cộng 80 triệu. Cộng 8 triệu. Cộng 8 triệu. Cộng 40 triệu. Cộng 40 triệu. Bằng 598 triệu. Bằng 598 triệu ạ. Rồi các bạn sẽ có gì nữa ạ? Rồi bây giờ sau khi đó thì các bạn Thiên Trang tính cho cô luôn là tổng chi phí hơn được trừ ạ. Rồi tổng chi phí được trừ thì các bạn lấy cái này ha. Các bạn sẽ lấy cái này này. Các bạn cộng vào, cô không có viết lại nữa. Đây là cô đang giảng, cô viết tắt thôi, đi thi các bạn sẽ tính ra cho cô ạ. Một 1.378 triệu. Cho bao nhiêu ạ? 1.378 triệu. Rồi. Cộng với 598 triệu. Rồi, ý câu hỏi là kết quả, bấm cho cô lên. Bằng 1.976 triệu. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có tổng chi phí của các bạn là 1 tỷ 976 triệu các bạn ha. 1 tỷ 976 triệu ạ. Rồi, chúng ta đã có giá vốn hàng bán, có chi phí, tổng chi phí được trừ. Thì lúc này các bạn sẽ có thu nhập chịu thuế bằng gì ạ? Rồi, một bạn tính thu nhập chịu thuế cho cô ạ. Dạ em con. Rồi, bạn nữa ạ. Dạ bằng 2.012 tỷ. Các bạn sẽ lấy doanh thu. Doanh thu là 2 tỷ 012 ngàn. Cô xin lỗi, 012 triệu 600 ngàn. Dạ Được. trừ dạ trừ cho 1.976 Trừ đi triệu. chi phí hợp lý ạ. Rồi, cộng với gì ạ? Dạ trừ Cộng với thu nhập khác. dạ cộng với thu nhập khác. Doanh thu trừ chi phí cộng với thu nhập khác. Và thu nhập khác ở đây là bao nhiêu ạ? Dạ không cô. Có thật là không không?
Để em đọc lại Nếu đi. không, nếu không thì cô đâu có bằng các bạn cộng. Mười bốn triệu hả cô? Bằng 14 triệu. 14 triệu trong bài người ta nói đó là gì ạ? Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng đúng không ạ? Như vậy thì doanh nghiệp còn có lãi tiền gửi ngân hàng 14 triệu nữa. Rồi, các bạn xác định thu nhập chịu thuế bằng bao nhiêu ạ? Rồi bạn nữ tính ra xem là bằng bao nhiêu ạ? Dạ bằng 50.600.000 á. Để. Dạ đúng rồi, 600 ngàn, 600 ngàn. 50 triệu 600 ngàn. Rồi lúc này chúng ta sẽ có thuế thu nhập doanh nghiệp bằng gì ạ? Bởi vì không có thu nhập miễn thuế nên các bạn xác định luôn đây là thu nhập tính thuế ha. Như vậy các bạn sẽ ra là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ạ. Thuế thu nhập doanh nghiệp. Rồi thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sẽ bằng là 50 triệu 600 ngàn này nhân với bao nhiêu ạ? Các bạn sẽ nhân với thuế suất là 20%. Bạn nữ vừa rồi tính cho cô luôn kết quả đi ạ. Dạ bằng dạ 10 triệu 120. Rồi, 10 triệu 120 ngàn ạ. Rồi, như vậy thì chúng ta đã xong về thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Rồi, chúng ta sẽ có thuế thu nhập doanh nghiệp này. Chúng ta có thuế giá trị gia tăng phải nộp và thuế nhập khẩu ạ. Rồi, hôm qua có bạn nào ra kết quả như vậy không ạ? Diễm Quỳnh hôm qua có ra thuế như phải nộp như vậy không Diễm Quỳnh? Em làm cái gì sai chỗ nên là không giống cô. Làm sai chỗ giá vốn hàng bán đúng không? Rồi, các bạn coi cái bài tập này đi ạ. Có gì thắc mắc thì các bạn hỏi để chúng ta làm tiếp bài tập ạ. Rồi, nếu như bài tập này mà các bạn không có thắc mắc gì thì cô sẽ qua phần này ha. Các bạn lưu ý là gì ạ? Đối với những cái dạng bài tập này á thì các bạn phải xác định cái thông tin rất là cụ thể. Vậy vì sao ạ? Rồi, như vậy thì cô sẽ qua cái này ạ. Chúng ta sẽ có là gì ạ? Các bạn lưu ý lên đây cho cô. Bởi vì chúng ta đã các bạn đã quên đi gì ạ? Doanh nghiệp của tôi đi nhập khẩu. Doanh nghiệp của tôi đi nhập khẩu sản phẩm A. Và sản phẩm A này là đối tượng chịu thuế nhập khẩu, rồi thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. Thì tại khâu này này, tôi phải thực hiện gì ạ? Tôi phải thực hiện nộp thuế. Tôi sẽ phải thực hiện nộp thuế ạ. Tôi phải thực hiện nộp các cái loại thuế. Như vậy thì lúc này chúng ta phải xác định cho tôi được gì ạ? Tôi nếu như mà tôi mua ở đây là gì ạ? Là 100 đồng, thuế nhập khẩu của tôi là 60 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt của tôi là 40 đồng và giả sử thuế bảo vệ môi trường của tôi là 4 đồng. Thì lúc này cái giá nhập kho, cái giá mà nhập đến kho của các bạn ấy,
giá nhập kho của các bạn ấy, nhập về kho, thì lúc này nó sẽ bằng là gì ạ? Bằng 100 này cộng 60 cộng với 40 các bạn ạ, và cộng với 4 và bằng 204 đồng. Thì đây mới là cái giá vốn ạ. Đây mới là giá vốn. Và giả sử như tôi đi bán, tôi bán A với giá là, với giá là bao nhiêu? Tôi bán A với giá là 300 ngàn, 300 đồng. Thì lúc này cái giá bán này thì các bạn tính được doanh thu. Giá bán này thì các bạn sẽ tính được doanh thu. Và lúc này thì đây chính là doanh thu chịu thuế. Và các bạn phải xác định chi phí. Thì lúc này chi phí giá vốn thì các bạn phải lấy cái 204 ngàn này này. Bởi vì nhiều bạn các bạn bỏ quên, các bạn chỉ lấy cái này thôi. Nếu như bạn nào mà không lấy 204 thì lát nữa các bạn vẫn phải cộng. Các bạn cũng vẫn phải gì ạ? Các bạn vẫn phải cộng cái này bên cạnh là 100 cộng với gì ạ? 104 ngàn. Còn nếu như không tính thì các bạn sẽ sai các bạn ha. Các bạn phải lưu ý cái trường hợp này ạ. Bởi vì khi mà cái bản chất của thằng nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt này này, bảo vệ môi trường này, nó sẽ cộng vào trong cái đơn giá của cái hàng hóa đó. Do đó những cái anh này nó cũng sẽ là nằm trong chi phí của doanh nghiệp rồi các bạn ha. Thì đó là cái phần mà các bạn lưu ý cho cô ạ. À, và một trường hợp khác nữa. Đây là trường hợp mà tôi mua. À, tôi đi mua về tôi bán. À, tôi mua về tôi bán thì tại đây tôi có thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng mà nếu như tôi là một doanh nghiệp sản xuất ạ, tôi là doanh nghiệp sản xuất chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, tức là sản xuất ra sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Thì lúc này cái thuế phải nộp doanh thu. À, doanh thu của các bạn ạ thì bao gồm thuế. Doanh thu của các bạn thì bao gồm thuế ạ. Doanh thu, trong doanh thu đó thì bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng mà trong chi phí được trừ ạ, ngoài các chi phí khác thì các bạn phải nói là bao gồm cả cái phần thuế phải nộp các bạn nhé. Bao gồm phần thuế phải nộp ạ. Nên các bạn lưu ý cho cô như vậy. Vậy khi các bạn nộp thì các bạn sẽ làm giảm đi 511 ạ. Trước đây 511 của tôi đang là có 100 này. Giả sử như thuế tôi phải nộp là 40 đồng. Trong 100 này là có 40 đồng. Khi mà tôi nộp thuế thì 511 của tôi nó sẽ giảm đi ở đây. Do đó thì trong cái phần chi phí được trừ này, các bạn sẽ lưu ý cho cô đó là nó bao gồm cả thuế. Đấy, tiêu thụ đặc biệt phải nộp nhé, bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ạ. Rồi, các bạn sẽ đi làm bài tập số 3. Bài tập số 3 thì là một cái bài tập mà hôm qua nó cũng giống với cái bài tập mà đã làm, nhưng nó sẽ là một cái dạng mà các bạn làm lại cho nó quen ạ. Rồi, các bạn sẽ làm bài tập số 3 trong slide. Lát nữa cô sẽ chiếu lên ạ. Nhắc lưu ý cho các bạn là ngày hôm qua đó, trong trường hợp mà các bạn không nộp được, khi mà đã quá giờ rồi không nộp được mà do cái lý do mà các bạn gì ạ, cô đã nói rồi là không có cần các bạn phải làm đầy đủ hết, làm được đến đâu thì các bạn nộp đến đó. Nhưng mà các bạn phải gửi cái bài của các bạn chứ, các bạn chỉ biết là không tại được cô nhưng các bạn không gửi bài thì làm sao cô biết được các bạn đã làm bài hay không ạ. Có mấy bạn thì đã gửi qua email cho cô, nhưng mà các bạn lưu ý khi gửi email cho giảng viên các bạn phải có cái tên email nhé, tại vì năm thứ 2, năm thứ 3 rồi. Những cái đó là những cái điều rất là đơn giản sinh viên phải biết. Chứ bạn gửi những cái mail trống thì nó không có được. Giờ các bạn làm bài tập số 3 đi ạ. Tuần sau các bạn sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm ha. Tập số 3 này cho các em thông tin là công ty X chuyên sản xuất sản phẩm A trong năm 2016. Cho các em thông tin về tình hình tiêu thụ ha, rồi chi phí phát sinh trong năm. Và yêu cầu xác định thuế cơ thu nhập doanh nghiệp mà công ty phải nộp ạ. Bài này thì cô cũng chỉ yêu cầu các bạn là xác định thuế thu nhập doanh nghiệp thôi ạ.
Và với những cái thông tin bổ sung đó là các khoản chi này đều có hóa đơn, thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ là 10%, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% ạ. Và năm 2016 thì công ty X sản xuất được 1.000 sản phẩm A và tồn kho thì bằng 0, tức là đầu kỳ tồn kho bằng 0 ha. Và giả sử là chi phí sản xuất rõ ràng đầu năm và cuối năm xem như bằng nhau thì cái phần chi phí sản xuất rõ ràng này trước đây các bạn có công thức gì ạ? Là các bạn sẽ đi tính giá thành. Là các bạn có công thức là gì ạ? À, các bạn sẽ có là giá thành sản phẩm ấy, các bạn sẽ có là giá thành sản phẩm của các bạn ấy, giá thành tức là tổng chi phí sản xuất của các bạn ấy nó sẽ bằng gì ha? Đây cô sẽ có là cái Z này này, nó sẽ bằng là chi phí sản xuất kinh doanh rõ ràng đầu kỳ rồi cộng với chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ đó phát sinh trong kỳ và trừ đi chi phí sản xuất kinh doanh rõ ràng cuối kỳ ạ. Tức là các bạn thường có cái công thức này này. Nhưng mà ở đây thì người ta cho các bạn là giả sử là đầu năm và cuối năm thì xem như bằng nhau, tức là hai anh này bằng nhau thì bằng không rồi. Như vậy tính giá thành thì các bạn chỉ có luôn, các bạn chỉ xác định cho cô là bằng tổng cái chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ thôi ạ. Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ thôi các bạn ha. Phát sinh trong kỳ. Nên cũng không cho các bạn thông tin giả gian gì, tại vì với cái khả năng của các bạn thì chúng ta chỉ xác định như vậy thôi các bạn ha. Rồi bài tập này các bạn làm đi ạ, mấy lát nữa cô sẽ gọi. Tranh thủ làm phần bài tập này đi, bởi vì chúng ta đây cũng giống như là một cái buổi ôn tập rồi. Đây là cái bài tập kiểm tra tổng hợp cho các bạn. Sản phẩm này rất là lớn ha. Tính toán nhanh ấy thì các bạn có thể tính luôn cho cô là tổng doanh thu bằng rồi bằng của cái A cộng cái B cộng cái C gì đó. Còn những bạn nào mà giả sử mà cái khả năng tính toán nó không có được chuẩn lắm ấy thì các bạn viết ra cho cô cũng được. Bởi vì sau này á đi thi của các bạn ấy thì bởi vì đối với sinh viên mình đã để ý rồi, mình sẽ chấm mình vẫn chấm điểm cho các bạn là điểm thành phần, ví dụ như thế này ạ. À, ví dụ cô giả sử ha, doanh thu tổng doanh thu của các bạn sẽ bằng là doanh thu của A cộng B cộng C. Các bạn sẽ ra là 1 tỷ chẳng hạn. Mình lấy ví dụ như vậy. Nếu như các bạn làm đúng cái này, các bạn được một điểm doanh thu chẳng hạn, thì các bạn sẽ được luôn một điểm. Nhưng mà nếu như giả sử mà các bạn lại viết kết quả sai, kết quả này sai thì các bạn sẽ mất luôn một điểm. Nhưng mà nếu mà những bạn nào mà các bạn làm không được ấy, các bạn làm doanh thu của A bằng, doanh thu của B bằng, của C bằng thì có thể cô sẽ vẫn cho các bạn là 0,25 điểm chẳng hạn, 0,25 điểm của từng cái điểm thành phần, ví dụ như vậy á. Thì để các bạn chắc chắn là nếu như mà những cái trường hợp mà doanh thu rất là lớn, bạn nào mà tính toán chắc chắn thì hãy làm như vậy, còn không thì có thể viết ra là doanh thu của A bằng, doanh thu của B bằng, của C bằng, rồi các bạn sẽ cộng cộng lại với nhau, sau đó thì vẫn phải có tổng doanh thu rồi. Nhưng mà để lỡ bởi vì rất nhiều sinh viên ạ, có những sinh viên các bạn làm gì không, các bạn làm thuế dài thật dài rất là nhiều phép tính rồi kết quả bấm máy sai, còn các bạn mất hết, trong khi đó mấy bạn kia lại làm được từng cái nhỏ nhưng mà lại bấm chính xác thì nó lại vẫn được điểm thành phần. Thì đó là cái mà cô lưu ý cho cả lớp, là để khi mà đi thi thì chúng ta có cái phương án nào đó chắc chắn cho bản thân mình ha. Rồi với bài tập này thì chúng ta làm đi ạ, khá là bài tập này làm cũng khá là nhanh đấy.
Bài này tồn kho cho bằng 0 này. Trong lúc các bạn làm, cô lấy tên các bạn mà phát biểu lúc nãy, họ sẽ chụp lại cái đề bài hay là gì đó, hoặc là các bạn coi trong tài liệu của các bạn, vì khi cô giải cô quay sang cái phần khác. Tức là như vậy thì bài tập 3 này trước khi tiên chúng ta vẫn tính cho cô đó là doanh thu ha. Và bạn nào tính doanh thu ạ? Dạ em tính. Dạ, Ngọc Bình ạ. Thôi Ngọc Bình nãy phát biểu rồi, cho bạn nào khác coi. Dạ để em ạ. Bạn nào chưa phát biểu ngày hôm nay á? Dạ em. Bạn nữ tên gì ạ? Dạ Trần Thu Thủy. Ờ Thu Thủy làm đi ạ. Dạ thưa cô là 200 nhân cho 6 triệu 4 cộng 500 nhân cho 6 triệu 1
cộng 200 nhân 6 triệu 2. Như vậy thì bài này chúng ta chỉ có doanh thu là số lượng nhân đơn giá thôi ha. Rồi bằng bao nhiêu ạ? Dạ, bằng 5 triệu 570 ạ. 5 gì? 5 5 tỷ chứ. 5 tỷ 570. Bạn nếu là đi thi các bạn viết ra như vậy, các bạn không viết tắt nhé. Các bạn đi thi các bạn không viết tắt đơn vị, bởi vì mình cho các bạn không đến nỗi là số lớn quá. Nhưng mà các bạn lưu ý rất nhiều sinh viên ví dụ ra 2,1 nhân 10 mũ 10, các bạn chẳng biết viết là bằng bao nhiêu, tự nhiên bạn viết vào đó là 2,1 nhân 10 mũ 10. 5 tỷ 570 triệu. Rồi có doanh thu rồi, bây giờ các bạn cứ đi tính về chi phí hợp lý ha. Chi phí được trừ. Rồi trước khi tính chi phí được trừ này thì các bạn cần phải xác định là bài tập này cho thông tin giá bán nhưng lại chưa có giá thành. Như vậy thì chúng ta phải đi xác định giá thành ạ, và muốn tính được giá thành thì các bạn phải xác định cho cô được là tổng chi phí sản xuất trong kỳ ạ. Tổng chi phí sản xuất trong kỳ bằng bao nhiêu ạ? Cái phần này xong thì các bạn xác định cho cô là số lượng sản lượng tiêu thụ ha. Thêm một dòng nữa là sản lượng tiêu thụ là bằng bao nhiêu ạ? Bạn nữ vừa tính luôn đi ạ. Sản lượng tiêu thụ ấy, bạn nữ vừa tính doanh thu ấy, tính luôn cho cô sản lượng tiêu thụ bằng bao nhiêu ạ? Bạn Thủy á, tính luôn cho cô đi là bằng bao nhiêu ạ? Chúng ta nhìn vô là chúng ta thấy. Dạ thưa cô, bằng 900 ạ. Rồi, 900 sản phẩm ha. Nhìn vô đây để các bạn xác định giá vốn cho nó đúng. Rồi tổng chi phí sản xuất trong kỳ bằng bao nhiêu ạ? Bạn nào tính ạ? Dạ em ạ. Rồi, bạn nữ tên gì? Dạ Thanh Huyền ạ. Rồi Thanh Huyền, khi mà đọc thì Thanh Huyền sẽ đọc từng chi phí đó luôn cho cô nhé. Ví dụ như là chi phí sản xuất hay chi phí gì đó là 1 tỷ tư chẳng hạn, đọc luôn cho cô, đọc lên á. Dạ, dạ đầu tiên là lấy chi phí nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất là một triệu một một triệu bốn trăm Một tỷ là 400 ngàn 400 triệu. dạ tiếp theo là chi phí tiền lương thuộc bộ phận sản xuất là 980 triệu. Rồi. Dạ sau đó là lấy dạ là chi phí khấu hao tài sản cố định là lấy 550 triệu trừ cho 20 triệu ạ. Đó, cả lớp nhìn lên đây ạ, cô không biết như bạn nữ đọc nữa mà chúng ta sẽ có là gì ạ? Bởi vì trong 550 triệu này thì chúng ta có 20 triệu là tài sản cố định, là cái chi phí khấu hao từ cái tài sản đã hết thời gian khấu hao rồi, nên các bạn sẽ loại khỏi ha. Như vậy là có 530 triệu ạ. Rồi. Dạ tiếp theo là cộng cho 560 triệu, dạ là của chi phí khác, chi phí hợp lý khác ạ. Rồi chi phí hợp lý khác từ bộ phận sản xuất ạ. Rồi chúng ta có bao nhiêu ạ? Dạ tổng là 3 tỷ 470 triệu ạ. 3 tỷ 470 triệu. Rồi như vậy đây là tổng chi phí sản xuất. Thì cô hỏi bạn là tổng chi phí sản xuất này để sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm ạ? Dạ cô dạy đọc đề xin. Dạ của 900 sản phẩm ạ. 900 sản phẩm là tiêu thụ. Nhưng mà trong kỳ này sản xuất được bao nhiêu sản phẩm ạ? Đọc lại ở chỗ thông tin bổ sung. Dạ sản xuất được 1.000 sản phẩm ạ. 1.000 sản phẩm. Như vậy thì đây là tổng chi phí để sản xuất 1.000 sản phẩm. Do đó chúng ta sẽ đi tính giá thành ha. Các bạn sẽ gọi là Z đơn vị này. Đó. Thì đây là tôi cô mở ngoặc ra là giá thành nhá, giá thành đơn vị là để các bạn sau này các bạn có thể là viết tắt. Ừ, giá thành đơn vị thì sẽ bằng tổng chi phí sản xuất trong kỳ là 3 tỷ 470 triệu. Mua cho bao nhiêu ạ? Dạ chi cho 1.000 ạ. Rồi, chia cho 1.000 thì các bạn sẽ ra được là như vậy thì một cái sản phẩm này sản xuất ra nó sẽ có giá là gì ạ? 3 triệu 470 ngàn đồng trên sản phẩm các bạn ha. Thì cũng hợp lý thôi, bởi vì bán ra là 6 triệu mấy thì như vậy thì giá thành của nó cũng phải nằm ở cái ngưỡng này. Rồi, như vậy thì rồi cảm ơn bạn nữ. Sau khi mà có tổng chi phí sản xuất trong kỳ rồi, tôi đi xác định gì ạ? Tôi đi xác định là chi phí quản lý doanh nghiệp này, chi phí bán hàng này, và một số những chi phí
hợp lý khác ạ thì bằng bao nhiêu ạ? Một bạn tính cho cô ạ, em tính Dạ em ạ. rồi, bạn nào chưa có điểm Thì cho một rồi. em thưa cô là mình sẽ lấy 400 triệu. Em đọc cái nội dung nó lên. Chi phí tiền lương thuộc bộ phận quản lý doanh nghiệp và bán hàng là 400 triệu. Tức là phần này các em sẽ lấy của những cái nào, bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý 400 triệu. Được. Cộng với phục vụ chi phí khấu hao tài sản cố định thuộc quản lý doanh nghiệp là 210. Rồi. Cộng với 80 triệu chi phí phục vụ tiêu thụ hàng hóa. Cộng Đây là với bán hàng đó. chi phí môn bài là 14 triệu. Cộng với chi phí hợp lý khác của bộ phận quản lý doanh nghiệp là 240 triệu. 400 Tổng là 944 triệu. 944 triệu. Rồi bạn nữ tính cho cô luôn là như vậy thì chúng ta sẽ có là tổng chi phí được trừ là bao nhiêu ạ? Dạ thưa cô là sẽ bằng giá vốn hàng bán cộng cho chi phí mấy cái chi phí kia là 3 tỷ 123 triệu cộng cho 944 triệu là Rồi, rồi cô cảm ơn bạn nữ ha. Được, bạn nữ sẽ dừng lại nó. Cô quên mất. Rồi, từ đây nha. Rồi cô quên mất không nói cho các bạn luôn phần này ạ. Rồi cô cảm ơn bạn nữ rồi. Từ giá thành thì các bạn sẽ tính được là giá vốn hàng bán ạ. Giá vốn hàng bán thì bằng bao nhiêu ạ? Một bạn khác tính ạ. Dạ em ạ. Em ạ. Rồi tính. Dạ giá vốn hàng bán là bằng 900 nhân với lại 3 triệu 470 triệu ạ. 3.470.000. Ngàn. 70.000. Cái lớp này đọc chuyên gia đọc vậy. Rồi. 8 Bạn nữ hư trước rồi tính được đó, 3 tỷ bao nhiêu đấy? Dạ 3 tỷ 123 triệu. Như vậy thì chúng ta sẽ có tổng chi phí ha. Tổng chi phí thì các bạn sẽ lấy cái này này. Nhớ là đi thi thì cộng nó vào luôn cho cô nhé, chứ không cần phải viết 1, 2 làm gì cô viết như vậy, tại vì trên bảng nó hơi khó viết. Rồi 1 với 2 này ra tổng chi phí bằng bao nhiêu ạ? Bạn nữ bạn nào tính rồi thì đọc kết quả cho cô ạ. Thưa cô là bằng 4 tỷ 414 triệu. Khả năng không đúng đâu, kiểm tra lại coi. Thưa cô là bằng 4 tỷ 067 triệu. 4 tỷ không trăm 4 tỷ 067 triệu Quỳnh này. Rồi như vậy thì có tổng chi phí rồi thì chúng ta sẽ có là thu nhập chịu thuế. Bài này có thu nhập khác không ạ? Bài này có thu nhập khác không các bạn? Dạ không. Không thì chúng ta sẽ lấy luôn là doanh thu ha. Doanh thu của các bạn có được là 5 tỷ 570 triệu ạ. Rồi trừ đi chi phí, tổng chi phí là 4 tỷ 067 triệu. Các bạn sẽ tính ra được là bằng 1 1 tỷ 500 1 tỷ 503 đúng không? 1 tỷ 503 đúng không Quỳnh? Dạ đúng rồi cô. Rồi, như vậy thì các bạn sẽ có là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ạ. Thì tôi sẽ bằng là thu nhập chịu thuế này. Tức là nó, bởi vì chúng ta có gì ạ? Chúng ta có là thu nhập mà tính thuế thì bằng là thu nhập chịu thuế. Rồi trừ đi thu nhập miễn thuế. Và trừ đi lỗ kết chuyển. Nhưng mà chúng ta, hai thằng này chúng ta không có. Thì các bạn lấy luôn cái này ha. Các bạn sẽ lấy 1 tỷ 053 triệu này. Các bạn sẽ nhân với 20% lên. Thì các bạn sẽ ra được thuế phải nộp là 30 triệu 600 300 triệu 600 ngàn đúng không? Bạn Quỳnh vừa tính ra vậy đúng không ạ? Nguyên có ra kết quả này không Nguyên ơi? Dạ có. Rồi, như vậy thì bài này khá là đơn giản ha. Các bạn coi lại cái bài tập này đi, xem chỗ nào mà các bạn không hiểu thì các bạn hỏi. Đương nhiên là đi thi chúng ta sẽ không có cái bài tập nào mà nó dễ như vậy đâu nha. Nó sẽ lồng ghép nhưng mà ý cho các bạn làm những cái bài tập này là để cô muốn cho các bạn hiểu rằng là gì ạ? Chúng ta cái cách mà các bạn đi xác định ấy
Bởi vì đối với những cái bài tập này, doanh thu thì các em xác định cho cô là gì ạ? Doanh thu thì cứ lấy số lượng thực tế nhân với đơn giá. Và trường hợp mà đơn vị áp dụng theo phương pháp khấu trừ thì đơn giá của chúng ta luôn luôn là gì ạ? Nó sẽ không bao gồm thuế giá trị gia tăng nhé. Thì để ý cho cô trong trường hợp này. À, và tổng chi phí sản xuất trong kỳ, những cái chi phí phát sinh trong kỳ này thì các bạn phải lưu ý 3 tỷ 470 triệu này là nó phát sinh trong kỳ để sản xuất ra được 1.000 sản phẩm, chứ không phải là để sản xuất ra 900 sản phẩm. Tức là tôi sản xuất được 1.000 sản phẩm nhưng mà tôi tiêu thụ được 900, thì 900 này này tôi xác định sản lượng tiêu thụ này để tôi sẽ ghi nhận giá vốn ạ. Như vậy sau khi tính được tổng chi phí sản xuất rồi, tôi sẽ chia cho số lượng sản phẩm trong kỳ thì nó sẽ ra được là giá thành của một sản phẩm. Như vậy là một sản phẩm tôi sản xuất ra là chưa kể những cái chi phí khác ấy, thì tôi đã mất là 3 triệu 470 ngàn rồi. Như vậy tôi sẽ tính được giá vốn hàng bán, thì tiêu thụ bao nhiêu thì tính giá vốn hàng bán của cái đó. Và trong khi đi thi làm bài tập thì lưu ý xem liệu rằng đầu kỳ có hay không, và nếu như đầu kỳ có thì xem đơn vị đang kê khai hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp nào. Nếu như nhập trước xuất trước thì chúng ta xuất đầu kỳ trước ạ. Nếu như bình quân gia quyền thì các em phải đi tính đơn giá bình quân cho cô. Như vậy thì các em sẽ xác định được rằng là gì ạ? À, chúng ta sẽ có giá vốn hàng bán ở trong trường hợp này của các bạn sẽ là 900 nhân với 3 triệu 470 ngàn ạ. Rồi, và chúng ta sẽ có chi phí quản lý doanh nghiệp, rồi chi phí bán hàng, chi phí hợp lý khác. Thì các bạn sẽ lưu ý là những chi phí nào mà nó phát sinh ở trong bộ phận quản lý, bộ phận bán hàng và một số những chi phí khác, nhưng nó phải thỏa mãn cái điều kiện là chi phí hợp lý. Rồi sau đó xác định tổng chi phí, và có tổng chi phí có doanh thu rồi tôi xác định được thu nhập chịu thuế ạ. Và vì không có thu nhập miễn thuế và cái lỗ kết chuyển thì chúng ta có luôn là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sẽ bằng là thu nhập chịu thuế nhân với thuế suất là 20% ạ. Thì đó là cái dạng bài tập này. Cả lớp cho cả lớp 1 phút coi lại xem có thắc mắc gì không ạ. Khác nhá, nó lại thuộc là một cái loại khác. Bài tập này thì dữ liệu nó rất là lâu rồi. À, từ cái thời mà nó còn đang là 25% thì cô vẫn đang để ở đây là để cho các bạn thấy các bạn đang làm theo cái dữ liệu này để nó không có bị sai, nó không bị sai với cái đề bài. Còn lại thì đây nó chỉ là cái ví, tức là cái bài tập với cái dữ liệu tương đối thôi ạ. Tức là bài tập này nó cho là gì ạ? Công ty rượu bia và nước giải khát trong năm tính thuế thì có số liệu sau. Thì có hàng hóa tiêu thụ là rượu với bia là nước ngọt. Thì từ đây các em sẽ tính được cho cô đó là gì ạ? À, rượu bia và nước ngọt này thì các em sẽ tính được cho cô đó là về ở các em có rượu bia nước ngọt. Đây thì các bạn sẽ tính cho cô được đó là doanh thu. Nhưng mà doanh thu thì lưu ý đối với doanh thu để ghi nhận thuế đối với trường hợp mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt trong đó nhé. Như vậy thì trong 200 chai này bán với giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng là 50.000 chai, nhưng trong này đã có thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Rồi hay là bia cũng vậy, giá thanh toán ghi trên hóa đơn thì giá thanh toán đó là trong này vừa có gì ạ? Giá trị gia tăng ở vừa có tiêu thụ đặc biệt. Nước ngọt thì với giá bán không bao gồm thuế. Thì bài này yêu cầu các em sẽ tính thuế tiêu thụ đặc biệt mà công ty phải nộp trong năm. À, và thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty còn phải nộp trong năm ha. Còn phải nộp thì tức là chúng ta đã tạm nộp rồi. Chúng ta đã tạm nộp là A rồi. Thì còn phải nộp thì chúng ta sẽ ra gì ạ? Còn phải nộp. Thì chúng ta sẽ xác định được cái số B mà phải nộp trong năm trừ đi cái A thì các bạn phải đi tính được cái B này thì nó sẽ ra số còn phải nộp ạ. Như vậy thì doanh nghiệp này trong năm này họ đã tạm nộp là 200 triệu rồi. Ví dụ như các em tính được là doanh nghiệp phải nộp tất cả là 300 triệu mà doanh nghiệp đã tạm nộp rồi thì như vậy thì cái số còn phải nộp trong năm này là phải nộp là 100 triệu. Thì đấy là cái lưu ý của bài này. Và bài này nó có một dữ liệu là gì ạ? Tức là công ty này là chịu thuế, sản xuất ra sản phẩm chịu thuế, bán ra. Khi mà đi bán ra thì các bạn sẽ có thuế phải nộp. Nhưng mà ở đây này, bài này thì thực ra cô đã cho các bạn sẵn rồi. Đó là gì ạ? Chi phí thuế, chi phí phải nộp tính vào chi phí được trừ là trong này này là 500 triệu. Thì lát nữa các em tính cho cô là trong này nó đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt rồi nhá. Tại vì ví dụ này nó không rõ ràng lắm. Lưu ý là trong này nó đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt rồi.
Đó, trong này đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt rồi nên lát nữa các em không phải trừ thêm một lần thuế tiêu thụ đặc biệt nữa. Và bạn nào tính thì khả năng nó cũng chỉ ra dưới 500 đổ lại thôi hoặc là bằng 500 này. Cô nhớ mang máng dữ liệu này là như vậy. Đó, bài này thì nó là dữ liệu cũ của trước đây rồi. Trước đây nó còn cho là chi phí quảng cáo tiếp thị là không được quá 15% tổng chi phí. Nhưng bây giờ thì cái quy định đó nó đã hết hiệu lực rồi. Bài này khá là đơn giản nhưng mà các bạn chỉ lưu ý cho cô chỗ này thôi. Còn những bài khác thì nó sẽ ghi cụ thể là trong chi phí này đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt chưa. Giả sử như ở đây chỉ có lệ phí môn bài là 3 triệu thôi chẳng hạn. Thì khi mà trừ vào trong chi phí được trừ, các em phải trừ thêm cho cô cái phần này nữa này. Tính được thuế phải nộp là bao nhiêu rồi các em phải trừ đi nữa. Đó là bài 1, bài 2 thì thông tin nó khá là giống nhau. À, bài 5 thì giống như bài tập hôm qua chúng ta làm thôi ạ. À, số liệu tại một công ty này, đó, nhập khẩu này, mua vào thì chúng ta cũng có những cái thông tin này ha. Giống như bài hôm qua luôn rồi. Đây là bài tập hôm qua thì vậy. Vậy là bài tập hôm qua có trong sách này. Bài tập số 6 thì cũng y chang như vậy luôn ha, nhưng mà nó chỉ khác thông tin là gì ạ? À, bài tập số 6 thì chúng ta chỉ có đó là thông tin là về nhập kho, nhập khẩu. Thì nhập khẩu ở đây nó có tài sản cố định này. À, có nhập khẩu của sản phẩm A này và có mua thiết bị trong nước này. Rồi sản phẩm B, sản phẩm C. Rồi chúng ta cũng có tình hình tiêu thụ. Rồi và có chi phí phát sinh thì các bạn vẫn tính bình thường ha. Bài này tính bình thường nhưng chẳng qua là nó khác thêm đó là gì ạ? À, công ty này thì có nhập khẩu, có thuế nhập khẩu của A và của tài sản cố định như vậy sẽ phải tính của hai lần. Bài này số lượng liệu khá là lớn này, bài này dữ liệu của nó khá lớn. Công ty X có tình hình tồn kho đầu năm là 2.000 sản phẩm B. Giá thành này, sản phẩm A và C không có tồn kho. Như vậy thì lưu ý cho cô là B là có tồn kho và xuất kho theo phương pháp là FIFO ạ. Đó, thì là cái hướng dẫn của bài tập số 5, số 6 và một số bài tập. Thì bạn nào về có thời gian thì các bạn nên làm ha. Có thì các bạn nên làm, và nếu như có vướng mắc gì thì các bạn có thể hỏi cô nhé. Các bạn có thể vướng mắc gì thì các bạn có thể hỏi, giả sử như là cái thông tin đó các em không rõ thì các em có thể hỏi, chứ đừng có giải một cái bài tập, đừng có giải bài tập xong chụp cái hình lại hỏi cô kết quả vậy có đúng hay không. Cái cô cần các bạn hỏi là cái vướng mắc của các bạn thôi chứ không phải hỏi về kết quả. Rồi chúng ta sẽ làm tiếp một cái bài tập này ạ. À, các bạn tiếp tục lấy giấy bút ra nhé. Hôm nay các bạn sẽ làm bài tập này. Và giả sử mà bạn nào mà không nộp được sau cái thời hạn nó hết giờ không nộp được á, thì các bạn phải chụp vào cái phần comment bên dưới thì để cô mới có ghi nhận kết quả của các bạn ạ. Nhưng mà chỉ chụp gửi vào đó vào phần comment trong khoảng thời gian là từ chậm nhất là 10 phút thôi. Nếu mà sau quá thời gian mà nó trễ quá thì cô sẽ không nhận bài đó. Rồi, cả lớp sẽ làm bài tập này ạ. Bài tập này là một bài tập rất là khó. Khá là khó đối với các bạn nhưng mà các bạn làm đi ạ. Đây cũng là một đề thi của một khóa mà cô đã dạy. Không biết có phải trường mình không nhưng mà nó là một phần đề thi đó. Rồi các bạn sẽ chụp thông tin này đi. Thôi, để mình sẽ chụp mình gửi cho Nguyên. Đây là mình cho cả lớp ạ. Để cô chụp cô gửi cho các bạn. Đây là bài 1 rồi. Chúng ta đang làm bài 2 mà. Hôm nay chúng ta làm bài tập số 2 ha. Hôm nay cô sẽ cho nhiều là thời gian hơn ạ.
Cô gửi lên ép Moodle được không cả lớp? Dạ được. Rồi cô đã gửi bài tập này lên trên em Moodle của lớp nhé. Rồi các bạn nào mà vô đó các bạn đọc các cái dữ liệu gì ạ. Bài tập này nó khó hơn một số cái bài tập trước.